Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh review tool ha. Thì như trên màn hình các bạn đang thấy, mình đang chơi game Anh Hùng bắn tự động nha. Game cũng khá là dễ chơi ha, vượt qua màn vậy rồi. Nói chung là cái nhân vật của chúng ta sẽ bắn tự động đó, vì chúng ta chỉ nhảy lên nhảy xuống né đạn thôi. Màn thì cũng khá là đơn giản đó các bạn. Chuẩn bị nó bắn nè, nhìn cái khung cảnh game này giống nó na ná như game Metal Slug đó, chiến binh thép đó các bạn. Nhưng mà cái màn nó đơn giản hơn ha, và cái combat này thì nó giống như cái tựa game Anh Hùng Mạng hay game Smash Hero mình đã từng review. Cách chơi cũng khá là đơn giản. Bắn nhiều đạn các bạn ơi. Chúng ta có thể núp sau cái tảng đá này để góc chết nè ha. Đỡ đạn nè. Flying gì đây? À, hỗ trợ bay. Khi mà các bạn giết quái xong thì vàng nó sẽ tự động bay vào nhân vật ha. Rồi gần hết máu rồi các bạn ơi. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game trên sát play cho các bạn nhé. Ok và đây là tên game nha, Auto Hero ha, bắn súng tự động. Thì cái phần chia sẻ ứng dụng game Auto Hero trên smartphone Android mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh.